là kính bọc vàng bao của Anh Quốc xưa này, sản xuất thập niên 1940-1950, ve đá trôi đá này. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video rồi, kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng. Danh mạch chi tiết hình thức của bán thật ra bán hàng đều ghi bên dưới video nhé. Cầu giữa này, số 3 và số 20. Tiếp theo thì là cái càng phải nhá. Đây là càng phải này, 30 và 2 này. Chuôi ve nguyên zin, chuôi đá ve đá này. Tiếp theo là càng trái này, càng trái cũng như thế này. Đấy, cái này chữ triện nó rất là nhỏ này. Chuôi đá ve đá, cái dòng này size số tùy chỉnh, size to size nhỏ tùy theo khuôn mặt của các bác. Càng hoa dâu này, rất quàng càng hoa dâu và cồng hoa dâu này, size số tùy chỉnh nhá. Đây là size nhỏ, thế còn bác nào thích size to hơn nữa, gấp đôi gấp ba là được hết, size số tùy chỉnh. Kính sản xuất thập niên 1940-1950, bọc vàng, dòng là dòng của Anh Quốc xưa. Bác nhớ trước khi đến xem điện thoại trước để tránh tình trạng lận xuất bán đi cửa hàng, giao lưu cổ đồ xưa, đặc biệt thân đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân, thì bác điện thoại trước thì em sẽ liên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trần Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Lắng nghe thấu hiểu tư vấn cuốn chuyên sâu đồ cổ xưa nhé. Kính ba mảnh bọc vàng Anh Quốc xưa, càng hoa dâu, cầu hoa dâu. Dòng ba mảnh của em này là bọc vàng mà sâu tuổi và size số tùy chỉnh. Rất cảm ơn bác xem video, xin chào, hẹn gặp lại phía sau.